Lô anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ 5 của tuần thứ 2 từ khi ra anh là trai quốc dân Itachi Susanoo rồi. Đấy. Thì cái tình hình của mình hiện giờ đó anh em, đang con Itachi mới có E2 thôi. Đó, bây giờ cũng rất là muốn up E5 luôn nhưng mà điều kiện không cho phép anh em. Đó, với lại bây giờ mình cũng tiết kiệm cuộn cho những cái đợt sau nữa, chứ không phải là chơi tất tay một cái là coi như là nhiều khi qua đợt sau nó ra cái con tướng nó xịn hơn Itachi nữa anh em. Đó, chứ đâu phải là không đâu. Bởi vì anh em cũng biết rồi, nó ra một con tướng là nó sẽ dựa theo meta rồi các thứ. Đó, nhiều con là A-meta, nhiều con lại đi theo meta nữa nè. Đó, nên là cũng không biết chừng là qua đợt sau nó ra con ninja là mạnh hơn hay là yếu hơn Itachi cũng không biết chừng. Đó, nên là chúng ta phải là tiết kiệm cái cuộn này ha anh em, tiết kiệm cuộn. Đấy, thì bây giờ mình xả thêm 800 cũng được, anh em nhìn nó rất là phí. Đó, nên là đợi cho cái con Itachi này nó nằm ở trong cái cuộn, đâu rồi ta? Đây, nằm ở trong cái cuộn âm đội viên âm dương nè anh em. Đó, thì không lẽ nhà phát hành họ giấu hoài cái con này đúng không anh em? Cũng phải nhả ra cho anh em nông dân họ chơi chứ. Đấy, rồi đã vậy mà nhìn cái thông thạo này nhìn nản ghê luôn anh em. Mình mới làm có 5 cái thôi, mình cũng mỏi cái tay rồi. Đó, nhưng mà được cái nó cũng khá là dễ làm, bởi vì nó sẽ bắt chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi. Nó chứ không có bắt đánh nhiều anh em. Con Itachi này vào trong trận là chỉ đánh ba thường ba cái thôi, nhưng mà cái mảnh của nó anh em rất là ít luôn. 20 vòng anh em chỉ được đúng 2 con Itachi thôi. Đó, mà thôi nên ngày hôm nay lên up lên E3 cho em nó đi anh em. Đang có sẵn một con rồi. Đó, mình chừa ra một con để mà mình làm nhiệm vụ SS đồ, nhiệm vụ S đó anh em. Đó, chừa ra một con để nhiều khi một cái nhiệm vụ chúng ta bỏ thêm 2 con Itachi vô thì nó tính 2 lần luôn á. Thì hôm qua mình cũng đã có làm cái video nói về cái điều đó rồi ha. Ông nào chưa coi có thể coi video ngày hôm qua ha. Rồi, hợp thành 2 con thôi. Đấy, hàng nóng luôn nha anh em, hàng này là thôi rồi, kiếm hơi bị đỏ mắt đấy. Rồi thì tuần này thì mình đã nạp một con ở bên bên này nè, gói bách ở bên này. Rồi thêm một con ở bên đại chiến những giả nữa mà chưa có cày đó, nên là tí hồi nó cày lấy một con này đi làm nhiệm vụ anh em. Đó, còn ba con còn lại thì up lên E3 đó, ngày hôm nay đi đánh thần thụ được các thứ nha, thử coi như thế nào. Ui xà, thiếu rồi ta, thiếu 2 con food 10 sao. À trời, cần gì phải mở anh em. Mình gom một mớ bên này rồi, bữa là mình dọn rương ấy. Có cả mớ luôn đây, Neji nè. Đây, đó mình gom lại mấy con 4 sao mình để sẵn rồi nè. Ôi Neji hết rồi ta. Qua bên hệ này đi. Đây, Asuma rất là nhiều nè. Đó, xử hết mấy con này đi ha. Mình gom sẵn 4 sao thôi, 9 sao thôi chứ mình không có cho nó lên 10 sao nè. Một con, hai con rồi, đủ rồi. Nãy nó kêu là hai con 10 sao đúng không? Ok, hai con 10 sao thì cũng đơn giản thôi. Rồi, ổn. Dậy cho nó nhanh anh em. Itachi E3. Cỡ E3 là anh em thấy đánh là nó khác biệt liền rồi anh em. Mình up cho nó lên E2 thôi là mình cũng đã bỏ vô cái đội hình chính mình đi rồi á. Huống gì bây giờ E3. Đó, thì khi E3 thì anh em có thể nâng cái thể thuật cho nó, cái móc ở dưới đây nè. À, nó sẽ tăng những cái chỉ số ẩn nha anh em, chuẩn chỉ cái chỉ số ẩn thay vì là những cái chỉ số ở trong cái bảng thể thuật này, mà thực sự ra nó là có một cái chỉ số ẩn đấy. Đợt cái vụ này mình cũng đã nói rồi, nó sẽ tăng thêm công thủ với lại tốc. Đây, sẽ chuyển cho anh em coi luôn nè. Để coi coi, 293 ngàn 6 đúng không? Rồi, đấy, tăng máu nữa kìa. Ủa, nó tăng máu với lại thủ với lại tóc anh em, chứ không tăng công ha. Đó, anh em thấy không, hồi nãy mới vào á, mình vừa đổi một cái là nó hiện mấy cái dòng lên đó anh em. Đây, đổi lại một lần nữa đi. Cái này thì ông nào chơi lâu thì chắc cũng biết. Đây anh em, đó, máu, tóc chặn, à máu tóc chặn ha. Ok, cỡ này thôi đi hoành tẩu giang hồ là ok rồi anh em. Chủ yếu mình cho nó trâu trâu một tí, bởi vì sau này cũng muốn cho nó gọi là đi đi búp thôi nè. Con này chủ yếu đi búp rồi các thứ, chứ bây giờ đi đam thì thật sự ra cái team bây giờ cũng khá là dư đam rồi. Danzo nó cũng có đam đó, mà cái con uầy 150 luôn rồi, ngon ta, lên luôn ở đây. Danzo thì nó cũng có đam, ai thiếu cấp rồi. Thêm con sặc nữa anh em, sặc nó cũng có đam nữa đấy, nên là anh em cứ cho nó đi hướng hỗ trợ cũng được anh em. Đó, nó có thể gây thêm một chút đam nữa cũng khá là ok. Nói một chút đam thôi chứ nó bóp cũng khá là đau đấy. Bây giờ mình sẽ test ở trong cái phần thần thụ để cho anh em xem thử coi. Mình sẽ đi thần thụ đơn đi ha, cho nó xong mấy cái vòng luôn cho rồi.
1000 tầng chứ anh em, 1000 tầng. Rồi ok, coi coi, ổn, chơi. Bữa giờ làm biến đi anh em, với lại muốn chừa lại để đi cho anh em xem ấy. Đó, thử coi cái công cuồng leo cái thần thụ này của mình coi là ở bên hải tặc đại chiến thì anh em hay nói là leo đầu ấy. Đó, thì gọi là leo đầu cũng được. Rồi, bóp hơi bị kinh nha. Anh em nên nhớ mấy con quỷ boss ở trong này nó trâu lắm nha anh em. Nhưng mà được cái thì tụi nó miễn chấp ít lắm, nên là dính CC rất là nhiều. Để cho sặc nó hành anh em, để cho sặc hai anh em nhà sặc với lại con Itachi nó hành. Khá là ok. Rồi, hầu như đứa nào cũng dính. Ôi, rồi xong. Hầu như đứa nào cũng dính CC cả anh em. Đứng tới chết. Thằng nào cũng bật quả Susanoo lên, trời thì ai mà đỡ cho được ạ. Kèo này thì dễ rồi anh em, kèo này khá là dễ rồi. Team mình thì hiện giờ có hai con đang cầm cái đào xuân, đó là con Gara đợi ngủ. Đó anh em thấy đam to ghê chưa? Cho anh em xem đam luôn nè. Gara đợi ngủ với lại con Ichi Susanoo. Ôi, đam cũng đâu có thua gì sặc đâu anh em. 382 triệu. Ui ôi, sặc là 579 triệu hả? Đam to hơn cả Gara đợi ngủ nè. Nhưng mà anh em nên nhớ, em nó mới có E3 thôi. Em nó mới E3 thôi nha anh em. Mà mình cầm cho nó cái bảo vật cùi nữa đó. À, ui trời, chết tôi rồi, gai kìa. Kèo này mình nghĩ thua anh em ơi, bởi vì có con gai nó đá đau lắm. Phải ảo thuật được con gai bên kia, may ra mình mới lia được cái này. Nhưng mà thôi, vẫn để cho anh em xem nữa coi có lia nổi không. Mà mình nghĩ không lia nổi đâu nè, không lia nổi đâu. Trời ơi, hóa đá 4 con. Rồi, đàm khá là to luôn ha nè, đàm khá là to. Trời ơi, what? Một hit một chết ba đứa đằng sau luôn ạ. À, quả trưởng cơ. Kèo nào mà thấy con gai bên kia không bị ảo thuật rồi. Ảo thuật hai con mà nó không có bị, con gai không bị ảo thuật anh em. Ảo ma vậy. Không bị ảo thuật nó đá đau lắm. Đá một phát nữa may chết nè. Gara đã vậy mà còn bị dính ảo thuật của Shisui bên kia nữa chứ anh em. Một bóp. Trâu lắm nha anh em. Boss ở bên này trâu lắm nha. Ao, chắc rồi. Thua chắc rồi. Không ảo thuật được con gai bên kia là chỉ có chết thôi. Lại. Không ảo thuật được luôn, thua nữa anh em thấy chưa? Ôi ôi á. Lết mấy cái đầu này, mấy cái thần thụ này đuối quá. Không ảo thuật được luôn. Gãy nữa anh em thấy không? Phải ảo thuật được con gai bên kia. Leo bên này nó cho thêm chúng ta thêm mấy cái cuộn đó ha, tranh thủ leo. Thua tiếp nè, thấy chưa? Ôi ôi. Oh no. Không thể như thế được. Không ai bị dính luôn. Nhưng mà kèo này là what the hell. Itachi MVP ạ. À, wow. Xe để coi lại cái trận này thử coi như thế nào anh em. Tí hồi nữa mình sẽ lấy cái đội hình này DBK thử cho anh em xem vài trận thử coi coi là đánh đấm có ok hay không. Ok. À quên nữa, nhìn cái thư mới nhớ thì ngày hôm nay GM bên game cũng đã có tặng cho anh em quà cuối tuần khá là ngon anh em. Trời ơi, nhìn nè. Cho thêm ta rượu trái cây rồi với lại cuộn đặc biệt nữa với lại cuộn cao cấp nữa ha. Cái này gì đây? Thông báo khẩn đến các những giả vừa làm tải bản cập nhật đúng chính xác giùm. Chính xác giùm nữa chứ. Nếu user chơi giả lập thì cài đặt bộ nhớ. À, ủa bị gì ta? Bấm xóa bộ nhớ trong 30 phút, nếu chơi iOS thì cứ xóa cờ lê bác để cập nhật game hiển thị. À, vậy như nó bị lỗi hiển thị rồi các thứ đó nè. Khá là ngon. À, ok, bem tiếp nha. Ơ, quên. Coi cái trận hồi nãy chứ ta. Coi cái trận hồi nãy mà mình mới lụm cái ải đó nè. Hồi nãy là cái con gai nó không có bị dính ảo thuật nha anh em. Không bị dính ảo thuật. Nhưng mà mình nghĩ là chắc em nó bị dính nhiều CC quá. Đó, mới vô bị đóng băng ngon. Pha này đóng băng rất là tốt đến từ vị trí của ảo thuật Itachi. Vừa đóng băng vừa hóa đá nữa. Một bóp nè. Mình nghĩ pha này đam của con Itachi cao hơn đam con sặc luôn nè. Cao hơn đam con sặc. Bởi vì hồi nãy nó MVP mà. Và để coi đã coi như thế nào đã ha anh em. Gai bắt đầu đá rất là đau. Pha này Itachi chọi một quả nộ là coi như là team bên kia là đi. Đây. Mới cái E3 thôi nha anh em. Qua kình đi hai đứa đằng sau. Thêm thằng sặc đứng rồi là quét ở đằng sau nữa. Nhưng mà mình nghĩ pha này sặc đam lại cao hơn Itachi ha. Được cái Itachi này nó có búp ảo thuật đó anh em, nên là rất là thích hợp với lại cái team hiện giờ luôn á. Thấy khá là hợp lý. What? What the hell?
Úi chào ơi, đam to hơn con sặc thiệt anh em. Vãi, cái pha cuối này em thấy bóp không? Trời ơi là trời, bóp một cái thôi. Hay cha, đã vậy mà mình còn nâng cái thể thuật cho nó là máu á nha anh em, chưa có nâng công đấy. Để nâng công thử coi. Lên được một chút công anh em, ghê thực sự. Ui ôi, cái máu này để từ từ nâng anh em, để mình nâng bên công trước cái đã. Ôi ôi, nó bóp một cái bên kia, chạy đạn luôn anh em. Đã thực sự. Đó là sức mạnh của Itachi đó anh em. Nhưng mà chưa lên E5 ha, mới có E3. Trời. Ba con gai á. Ảo thuật không được con nào luôn. Mới có E3 thôi mà bóp cả đó rồi. Ai mà chịu nổi, đã vậy mà con thêm ba con Choguro đằng sau nữa anh em. Pha này là hơi bị khó rồi, pha này mệt rồi. Không ảo thuật được ai luôn ạ. Một bóp nè. Anh em thấy không, ba con bị ảo thuật á, nó dính rất là nhiều CC trong người luôn. Gara, rồi Itachi đã đi bụi rồi anh em. Kèo này thua cỡ 99%. Không ảo thuật được ai mà chỉ có thua thôi. Đó, cho anh em thấy từng cái giai đoạn của con Itachi của mình ngon. Ảo thuật được hai con gai luôn nha anh em. Ngon lành, trên với dưới. Kèo này không win nó chết tôi rồi. Chết Itachi của tôi rồi. Nhưng mà khi mà chết anh ấy vẫn có thể bóp ảo thuật nha anh em. Đó là cái sức mạnh ẩn của Itachi đó. Em thấy không? Chết mà vẫn dính ảo thuật nha. Rất là bá đạo. Đúng rồi anh ơi, hóa đá tụi nó lại anh ơi. Đây, tuyệt vời. Còn một mình con Choguro ở giữa bên này là chưa chết nè. Đúng rồi, choáng. Đó, bây giờ tới Danzo choáng nha anh em. Làm rất là to. Sạc bắn một quả thần tiễn Susanoo nữa, mét máng. Quá, không chết luôn. Trầu thế nha. Đánh ké đâu quá anh em ơi, mấy quỷ đánh ké đâu quá. Rồi xong. Gãy. Ây cha. Itachi chết sớm quá anh em ơi, bị đánh ké chết sớm quá, xui. Trời ơi, bây giờ ảo thuật ngay con giữa, gai cùi bắp. Này thì nè, à mình mới phát hiện. Cái con mà bị dính ảo thuật đó anh em, khi mà bị dính ảo thuật của con khi mà bị dính ảo thuật của con Shisui á, nó đánh đồng đội cũng bị dính cái hiệu ứng là ảo thuật của Itachi luôn nha anh em hiểu ý mình không? Tức là anh em thấy cái con gai bình thường này nè, nó đánh cái con gai bị ảo thuật nè anh em. Thì con gai bị ảo thuật nó cũng sẽ bị dính cái đóng băng lại hóa đá của con Itachi búp. Đó, vậy mới ghê chứ. Bây giờ mới phát hiện đó anh em nhờ. Uầy, tính ra nó nhiều cái sức mạnh ẩn ghê luôn á. Chết tôi. Pha này sao mà đỡ được. Đầy cây máu lại kìa. Đau quá. Địch tư ấn. Liệu sặc có gánh được cái team này không? Mình nghĩ là không rồi. Ui, đá. Chết luôn. Ui á. Gai đá ra ghê quá anh em ơi. Pha đó mà dính ảo thuật là ngon rồi. Pha này ngon nè, pha này dính ảo thuật cũng được anh em, tạm ổn. Itachi mới E3 thôi mà búp cũng khá là ok anh em. Đam cũng to nữa. Đam nhiều hơn, nó to hơn cả con sạc Susanoo luôn đó anh em. Bá đạo. Đó lý do tại sao mà nhà phát hành này nâng cái giá tiền của nó lên đó anh em. Quỷ gai ở giữa nó dính một lúc là 5 cái hiệu ứng trên người luôn kìa anh em, thấy không? Này thì ui, bóp pha đó cũng không đau lắm ha. Trời ơi, bị con gai ở giữa nó đá chết con gai đầu tiên luôn kìa anh em. Nhưng mà gai ở giữa là nó dính tới 5 hiệu ứng trên người luôn. Pha này chắc là dễ win rồi nè, pha này khá là dễ win. Sạc của mình đánh một phát hút máu lại coi, đúng rồi anh ơi. Pha này dễ win rồi, con gai ở bên kia, đó lý do tại sao mình vẫn chơi con Shisui đó anh em. Đi BK cũng ngon mà đi tháp cũng ngon. Rồi, pha đi cần tứ ớn thì chết ba con là ổn nè. Không chết, cho chết luôn. Wow, pha này rất là ok luôn anh em. Một mình con sặc là cân hết. Itachi dạng như yếu máu quá. Chứ mình bỏ công đi anh em ơi. Hiện giờ nếu mình nâng công thì nó cũng không được bao nhiêu. Chủ yếu là bỏ vô trong team đi búp thôi. Đó, tăng cho nó chút máu chứ anh em. Tăng nó chút máu đi. Tiếp tục. Trời ơi, ba con na tiên nhân đằng sau hả? Rồi cũng được. Trời ơi, bên kia dính ảo thuật quá trời luôn kìa anh em, câm lặng đồ các thứ.
hai con Han bị dính ảo thuật. Con Danzo mình cũng đã chỉ nguyên nó công xuyên rồi ha anh em, công xuyên rồi. Đừng có để ai chết nha, mấy con Na này nó khoái người chết lắm đấy. Ai mà chết là nó chọi thì thôi, chứ ba con Na nó chọi thì không ai chịu nổi đâu nha anh em. Nên là phải lấy cái team là có câm lặng rồi các thứ CC rồi nhiều vô. Thử team mình một đứa chết coi anh em, nó chọi thì bố ai mà chịu nổi. Trâu quá ta, team bên kia nó trâu thôi rồi luôn anh em. Ok, một bé Na đã chết đó, rồi. May quá không ai chết. Con Na bên kia nó bị dính choáng anh em, bây giờ nó mới nhả ra kìa. Mày hả con? Em thấy không, team bên kia nó không làm được gì mình luôn ạ. Ban nè, ban với chúng tôi, quả ngon. Tiếp tục. Bên này có Rosie. Ui. Ba con Shisui. Ba con Shisui là chắc chắn là team mình nó bị dính ảo thuật rồi, chạy đi đâu được. May mà có con May bị dính nè, với lại con Gara đợi ngủ bị dính tụ bóp kìa. Bóp rồi là đóng băng luôn chứ anh em. Cái con Itachi này nó bất cả ảo thuật xịn sò, mình cứ tưởng là một hiệu ứng thôi, ai gì đó là hai hiệu ứng. Mà khi mà hai hiệu ứng đó anh em, nó có một cái lợi, đó là chúng ta phải gọi là tốn điểm ở bên dính hai hiệu ứng ở đây. Một á là cái bảo vật của anh em á, nếu mà kháng hóa đá thì nó sẽ không kháng đóng băng, mà kháng đóng băng thì nó sẽ không kháng hóa đá, bắt buộc anh em phải chơi gọi là miễn chống. Mấy cái bảo vật đó là những cái bảo vật Fukasaku đó anh em, nó sẽ có kháng đóng băng, kháng hóa đá, đồ kháng câm lặng đấy. Đó thì nó có tới hai cái hiệu ứng lận, hai cái hiệu ứng ảo thuật lận, nên là bắt buộc nếu mà anh là kháng cái này là anh phải dính cái kia. Đó, còn mà miễn chống thì nó lại khác nữa nè, miễn chống thì là tất cả là what the hell. 1 tỷ mấy đam má ơi con Roshi này. Đó, cái đó là do bị Shisui đốt á nè. Đó thì nó có một cái lấn cấn ở cái vụ đó nè, lấn cấn ở cái vụ đó. Đấy, nên là cái ảo thuật này nó rất là bá đạo anh em, nhìn vô rất là bá đạo. Trời ơi, dính ba con đằng sau luôn rồi anh em. Đó, bởi vì cái ảo thuật này nó có tới là hai cái hiệu ứng hóa đá với lại đóng băng. Đấy, nên là bắt buộc anh em phải gọi là ủa sao sạc mình chết rồi ta. Đừng nói để Itachi cân tim nha. Đó, nên là bắt buộc anh em phải gọi là có những cái gọi là miễn chống đồ, chứ một trong hai chịu không nổi đâu nha. Ôi, đừng nói Itachi xử tù này nha. Ôi chà, thiệt ta. Không, nhưng mà chịu nổi đâu, ba con Roshi lượng mà. Đó, cái thứ hai là chúng ta phải tốn tới hai cái slot, hai cái slot để chúng ta up ở trong cái kỹ năng bên tổ chức đó anh em. Bởi vì ở trong kỹ năng bên tổ chức là nó sẽ có kháng hóa đá rồi kháng đóng băng rồi đấy. Đó, ta phải tốn slot up ở trong đó nữa, nên là cái ảo thuật của con Itachi thì khá là bá, mình đánh giá khá là cao về cái ảo thuật của nó. Còn về dam thì thôi, nó dạng dạng như là mình nghĩ là 1-9-1-10 với lại con Itachi, nhưng mà cái khả năng kích hoạt cái dam của nó anh em thì nó hơi nó hơi khó một tí. Nếu mà đủ cái khả năng kích hoạt những cái hiệu ứng đó, ví dụ như thế này nè, Itachi đánh rất là đầu, có khi hơn cả sạc đó. Nói chung là tùy con thôi, mỗi con có một cái đặc điểm riêng. Cái quá đờ heo, 6 con dính hóa đá với lại choáng luôn cái thứ kìa anh em. Trời, một nồi hiệu ứng luôn ạ. Pha này win rồi, pha này nhìn là biết win rồi anh em. Ba con Roshi chịu gì nổi, hai con Roshi đầu bị dính cái ảo thuật đó chứ. Một con hẹo ấy, trời, vừa mới hồi sinh lại con sẵn nó tán một cái gãy luôn anh em. Quá ơi, nhưng mà đánh dài hơi thì mình vẫn đánh giá cao hơn về cái con sạc ha anh em, sạc Susanoo. Đánh dài hơi khá là bá, có hút máu rồi các thứ nữa, đam của nó không có hề bị huyên giảm. Itachi này nếu mà nâng E3, E5 lên đó anh em thì đam mình nghĩ là nó cũng ngang ngửa với lại con sạc đấy, nhưng mà cái điều kiện kích hoạt cái đam của nó lên đó thì nó khó, bởi vì nếu mà DBK hiện giờ thì ai cũng mang cái đồ miễn chống cả đó, nên là nếu mà muốn dính CC cũng khá là khó luôn nha anh em. Nên là cái đam của con Itachi nó sẽ bị giảm một phần. Còn mà đi đánh mấy con boss như thế này nè, tụi nó đâu có bảo vật xịn đâu, nên là dễ kích hoạt hơn. Tí mình sẽ ra mà DBK cho anh em xem, nhưng mà pha này Itachi gãy rồi. Trời ơi, ở bên kia Danzo, ba con Danzo đánh ké rồi xong.
quá căng anh em ơi, kèo này căng lắm nha. Ba con dinosaur đằng sau đánh ké đau lắm nha anh em, phải đơn giản đâu à. Nhưng mà ba con dinosaur đằng sau có tỷ lệ bị dính hóa đá với lại đóng băng khá là cao, bởi vì nó dính mấy cái ảo thuật của Itachi mà. Mà anh em nên nhớ thì tụi nó sẽ có tỷ lệ xóa mấy cái hiệu ứng anh em, mấy con quỷ dinosaur nè, khi mà team hai bên có nổ ấy đó. Ba con dinosaur đằng sau bị dính hiệu ứng khá là nhiều rồi, nhưng mà cái con dinosaur ở giữa nó đã được xóa hiệu ứng rồi nha anh em. Đó là cái nội tại của nó, rất là khó chịu. Sạc ơi, chuẩn bị chết rồi bạn ơi. Đúng rồi, trước khi chết đã thả một đợt lửa đi anh ơi. Sạc này đợt này bắn quả thần tiễn nè. Kèo này khó lắm nha anh em, kèo này khó lắm. Hút máu lại, đầy cây. Ui, what? Anh em biết tại sao bắn không vô đam không anh em? Do mấy con quỷ dinosaur nè, nó giảm mấy cái ôi ôi ơi, kèo này khó quá ta. Do mấy con quỷ dinosaur này nó giảm cái đam chí mạng anh em. Má ơi, giảm mày giảm dữ vậy. Ui, tuần này nó khó thực sự luôn anh em. 9,559 kìa. Wow, căng à. Tuần này khá là căng luôn nha anh em. Không, không, không qua nổi, để mình mua thử 3 lượt nữa nha. Không qua nổi thôi, chúng ta đi ra DBK nha anh em. Cho anh em coi sức mạnh Itachi E3 thì mình DBK luôn. Không qua nổi, ù là trời. Kèo này là chỉ có là may mắn mới qua nổi thôi anh em ơi. Không qua nổi thiệt. Ba con dinosaur bá quá. Thôi, thôi thua anh em. Dướng tầng nữa rồi. 959 ha. Rồi, à trước khi đi BK thì mình quay 10 lần ở bên thất kiếm đi. What the hell, không được một con nào luôn anh em. Không được một con thất kiếm nào luôn. Nép thì nép vừa phải thôi. Đợt này mình thấy anh em chơi sự kiện này cũng khá là ít, anh em mới có 187 à. Khá là ít hả? Ok, đi BK nha. Đánh với lại ông nào mà chưa có con Itachi thử coi là cái khả năng đánh coi em nó như thế nào. Ông cá này, ông cũng không có bỏ Itachi luôn vô luôn ta, hay là chưa up ta. Trời, dính ảo thuật nhiều thế. Sặc bên kia không có bị dính ảo thuật kìa. Bọn cá này thôi rồi rồi anh em. Ổng chơi cái bộ là toàn là bảo vật xịn không à. Đánh với ổng 10 trận này win chắc cỡ 3-4 trận là cùng. Sặc ở bên kia đầy máu mà đầy nộ mà sao không đánh luôn kìa. Ôi ôi, đánh team mình tơi tả luôn anh em ơi. Đánh team mình tơi tả luôn, kèo này thua rồi. Lực chiến cao thế, cá lực chiến cao thế. Lại. Ở bên kia có Conan anh em, nên là nó tăng thủ cho team khá là tốt. Đau quá, đúng rồi, choán đẹp quá anh ơi. Ừ, may quá không chết ai. Một bóp nè, đấy. Đóng băng được với lại hóa đá được con Gara đợi ngủ bên kia nha anh em. May mình vẫn còn sống, may với lại Itachi, may với lại Shisui pha này đỡ được cái nộ của con sặc rồi. Đỡ được hai slot rồi, ngon. Sặc của mình không bị dính đam. Sặc không bị dính đam nhưng mà Itachi bị dính nha anh em. Đau quá. À, cái ra của mình cũng là 100% miễn chống nha anh em. Nó mang đào xuân mà. Đúng rồi, ui. Anh em thấy sự lợi hại của cái ảo thuật của Itachi chưa anh em? Hóa đá nè, choáng nữa chứ rồi. Kèo này không win hơi uổng. Đó, đánh 2 trận là win được 1 trận là tỷ lệ 50-50 rồi. Cà cà cà. Chưa đâu nha anh em, bên kia quỷ dinosaur nó cũng trâu bò lắm đấy. Anh em thấy không? Dính ảo thuật khó chịu lắm nha đó. Hai hiệu ứng, tuy Itachi chết rồi nhưng mà vẫn bị dính ảo thuật nha. Đó lý do tại sao mình cho con Itachi vô team đấy anh em. Nhưng mà đi theo cái hướng là đi búp cũng khá ok. Cỡ này thôi là cũng đủ chơi rồi hả? Gì đây? À, mới quay vòng quay. Rồi ok, đánh tiếp. Hơi ẩu nha hả? Ông này là lạ quá ta. Thôi pim thử coi. Ấy, có cả kill lobby nữa kìa. Không chơi con Itachi mà chơi kill lobby à.
Dạo này nhiều idol mới nổi lên lắm anh em. Họ chơi sâu nhưng mà họ nạp tiền gắt á, nên là khá là nhiều người nổi. Một bóp nè, wow. Đam cũng to lắm chứ bộ giỡn đâu. Đánh xong trận này cho anh em coi đam Itachi. Không, nhưng mà trận này Itachi không được chơi game rồi. Bị con sặc bên kia quạt cho cái chích queo rồi. Nhưng mà pha này thì win rồi anh em, pha này win rồi. Bởi vì sặc ở bên kia chắc chắn là ăn quả thần tiễn rồi. Hỏi đó anh em, hai con này đều bị dính ảo thuật nha, đều bị dính ảo thuật của Itachi nha anh em. Không hóa đá thì cũng đóng băng, rất là tội luôn. Bây giờ mà còn chơi kill lobby nè, trời ơi á, quá phê, quá phê anh em ơi. Mới E3 thôi mà đánh được cỡ đó rồi đấy. Ông shop nhân phẩm này mạnh lắm đó anh em. Đánh luôn cho anh em xem. Ủa, vẫn chơi kill lobby kìa. Đánh luôn. Team y chang team bên kia ta, Jiraiya đó kìa anh em. May à, nếu mà anh em có Itachi á, cái con may của anh em lúc đầu mà có quả là Itachi Susanoo á anh em, một thổi thôi là có đứa bị dính chắc chắn là tỷ lệ khá là cao, có đứa bị dính mấy cái ảo thuật của con Itachi đó anh em. Trời ơi, anh em thấy không, con sặc bị hóa đá rồi nè. Quá đạo lắm nha, đừng giỡn nha, mới cái E3 thôi đó. Nó tăng cái khả năng thắng của anh em khá là nhiều, bởi vì con Itachi này đam nó cũng mạnh nhưng mà cái ảo thuật nó cũng ngon nữa anh em. Ảo thuật nó mình đánh giá rất là cao, cao hơn cái đam của nó luôn đấy. Khác biệt bây giờ là khác biệt cái ảo thuật của Itachi đó anh em. Giờ kèo này dễ win nữa rồi, trời đã vậy. Trời, một phát đam lại to nữa, trời đóng băng nữa nè. Quỷ này nó tự nó hái giải luôn rồi. Nhưng mà không sao, trời lên thì lại bị đập tiếp, đóng băng tiếp. Này đây, một nồ nữa nè, đóng băng nữa nè. Y chang anh em thấy chưa, má ơi cái ảo thuật kìa. Bởi vì cái con Danzokage này nó không có miễn trống, anh em nên nhớ, Danzokage không có miễn trống. Nội tài của nó cũng không có luôn. What the hell. 23 triệu lực chiến nha anh em. Đó. Đây, Danzokage không có miễn trống nha, chỉ có con Gara để ngủ mấy cái con miễn trống thôi. Nên là nó rất là dễ bị dính hiệu ứng. Này anh em coi nè. Đó, nó đâu có miễn trống đâu. Đây, chí mạng là giảm sát thương chí mạng được thứ tóc, công, máu, đồ. Không có miễn trống nha. Nhưng mà em nó tại sao lại được chơi game? Bởi vì khi mà ai nộ á thì nó sẽ có 55% xóa toàn bộ hiệu ứng xấu cho bản thân, đồng thời tăng bản thân công được cái thứ. Đó, hồi máu. Đó, nên nó mới được chơi game. Nên là cái bảo vật hiện giờ đang xịn sò nhất nếu mà anh em gắn nó là cái Magen Kyo Sharingan. Đây, Magen Kyo Sharingan chứ anh em. Thì cái này thì cũng không có cần build miễn trống cho Danzokage đâu nè. Anh em chỉ việc gắn xuyên thủ được các thứ cho nó chơi thôi. Đó, nhưng mà nó sẽ bị khựng khựng ở những cái chỗ dạng như là bị dính ảo thuật của Itachi á, khó chơi lắm anh em. Đó, nên là Itachi đánh giá khá là cao về em nó ha. Rồi, hôm nay sơ sơ về như đây thôi nha anh em, cũng khá là ổn áp rồi đấy. Thì ngày mai có những gì mới thì mình sẽ quay tiếp cho anh em coi. Em thấy hay dùng like, share, dõi kênh nha anh em, cảm ơn rất nhiều nha.